hai tay lão hòa thượng nâng cuốn sách. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Đã chụp tấm hình cuối cùng trong cuộc đời của ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng của ngài. 4 ngày sau, ngài tội nguyện mà đi đến thế giới cực lạc rồi. Lão hòa thượng nay hiện đã nhiều lần cầu xin A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài vãng sanh. A Di Đà Phật nói ngài tu hành rất tốt, cứ ngài ở lại thế gian này biểu pháp, khi thời gian đến nhất định đến rước ngài. Vậy thời gian đó là khi nào? Đợi khi ngài gặp được quyển sách có tên Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng này, thời khắc nhân duyên biểu pháp của ngài viên mãn rồi, thì Phật đến tiếp dẫn. Lão hòa thượng Hy Hiền thường nói, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của lão hòa thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc không được quên. Niệm Phật vãng sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ đều là giả. Cái giả thì phải buông bỏ hết, cái thật một ngày cũng không thể bỏ đi. Hành trì cả đời này của ngài là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ tín nguyện hạnh. Ngày lấy đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu. Chúng ta trong thời đại này tu tịnh độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão hòa thượng Hy Hiền đến thế gian này là vì chúng ta làm thị hiện. Chúng ta phải nhận thức chân chính học Phật. Lão hòa thượng Hy Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh tông tu học như thế nào, nhìn thì biết rồi, ngài chính là một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật dạy ngài ở thế gian biểu pháp, ngài đã làm viên mãn rồi mới rước ngài đi. Biểu pháp cuối cùng của ngài chính là nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. 4 ngày sau khi biểu pháp xong, lão hòa thượng vãng sanh rồi. Lão hòa thượng Hy Hiền thường nói, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của lão hòa thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc không được quên. Niệm Phật bản sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ đều là giả. Cái giả thì phải buông bỏ hết, cái thật một ngày cũng không thể bỏ đi. Hành trì cả đời này của ngài là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ tín nguyện hạnh. Ngày lấy đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu. Chúng ta trong thời đại này tu tịnh độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão hòa thượng Hy Hiền đến thế gian này là vì chúng ta làm thị hiện. Chúng ta phải nhận thức chân chính học Phật. Lão hòa thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh tông tu học như thế nào, nhìn thì biết rồi, ngài chính là một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật dạy ngài ở thế gian biểu pháp, ngài đã làm viên mãn rồi mới rước ngài đi. Biểu pháp cuối cùng của ngài chính là nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. 4 ngày sau khi biểu pháp xong, lão hòa thượng vãng sanh rồi.